chào các bác nha, lên một video ngắn ngắn đi, tại vì em đang có 3 đơn hàng chuyển hoàn về, em cũng tiện thể em bóc luôn, xem nó là con gì thì em cũng sale cho tất cả các bác luôn nha. Tiện thể về thì là sale luôn thôi, con này thì là 700.000 các bác ạ. À, con này 700.000, tại sao con này lại về nhỉ? Bóc luôn nha các bác ơi. Để xem mặt hàng bên trong nó là con gì thì em sẽ sale thẳng trực tiếp luôn, tại vì mình cứ phải mắt thấy tai nghe, mắt mình nhìn đã xem nó mới biết là con gì. Hàng là khách chưa hề bóc hàng đâu nhá. Em ít khi có chuyện là khách bóc hàng không quay về lắm, trừ khi là khách đi đâu đấy mình không có việc, mình không có nhà mình chưa nhận được thôi. Còn khách đã bóc hàng là chỉ có ưng thôi, còn cái việc mà từ chối quay về nó rơi vào khoảng đâu đấy 1% còn không đến. Con này 700 các bác nhá, không biết 700 là con gì à, một em giao cả vỏ hay sao ấy các bác ạ. Giao cả vỏ thì nó mới có giá đấy thôi, còn nếu mà không vỏ thì nó không có giá đấy đâu mà. Con này quá đẹp luôn, con này vân veo quá đẹp luôn các bác ạ. Đây, đây, đây. À, em biết rồi. Bác ấy bảo với em là anh là một người bùng hàng có uy tín. Bác ấy bảo như thế. Đây, bác ấy vân veo này cực kỳ đẹp các bác nhá. Đây, hàng khách chưa hề xem luôn, lưỡi 30 dòng vòng bi có lá chắn đồng vàng nhá. Đây này, sale cho tất cả bác là 650.000 nhá. 650.000 em bao vận chuyển cho tất cả các bác luôn này, 650.000. Con này đẹp lắm, vỏ hai bên vân nó đều như thế hết luôn, rất là đẹp luôn các bác ạ. Mã đầu tiên thôi em bỏ vần vần bỏ ra cho các bác xem nha, hơi lười nhưng mà thôi. Bỏ ra các bác mới biết nó ngon như nào chứ. Đây, hai bên vỏ nó như thế này mà các bác. Hai bên vỏ nó như thế này hết mà. Đẹp lắm con này ấy, để cho tất cả các bác là 650.000 bao vận chuyển nha. Bác nào ưng thì chốt luôn cho em, có lá chắn đồng vàng này. Đây là mã đầu tiên, mã số 1, dòng dao đi rừng nha. Dòng dao đi rừng cả vỏ, 650.000 bao vận chuyển. Đơn này là đơn thứ hai, đơn này là lý do quay đầu là gì em chẳng biết nữa. Tại vì là mình cũng có nhiều hàng, mình cũng chả cập nhật được tình hình hết từng đơn. Đơn nào mình được bưu tá gọi thì mình cũng gọi lại luôn, có đơn thì mình gọi lại cũng không được, thế thôi mình cũng thôi, vì mình cũng bận nhiều việc khác nữa. Các bác cảm thấy nhận được thì mình nhận, không nhận được mà bận đi đâu đấy thì thôi. Con này là con thứ hai. Đây, hàng gửi đi là em phải bọc bao nhiêu lớp như thế này cho các bác cơ à. À, con này là Quay. Con này còn sale nữa chứ. Con này là còn sale nữa chứ, hình như bác đi công tác hay sao ấy. Nhưng mà vì hàng sale nên là ví dụ nhá, lên hôm nay là hôm sau em đã gửi luôn, vì hàng nó hàng sẵn chứ. Thế mà hàng vẫn quay về với em được, em chịu ấy. Bác ơi, con Tanto nhá, 300.000 bao vận chuyển cho tất cả các bác này. Lưỡi 30 này, lưỡi 30 có lỗ đồng này, 300.000 bao vận chuyển cho các bác này. Nhám hai mặt nhá, em quét cho các bác xem nhám hai mặt thế nó như nào này. Bóc cho bác xem này. Đấy, hàng đi tận Lâm Đồng quay về nó vẫn ngon như thế này. 300.000 bao vận chuyển cho tất cả các bác nhá. Lưỡi 30, dày vào là gần 5 ly. Đâu, em bóc cho các bác xem này. Đây ạ. Cán là cán gỗ mun ạ. Cán gỗ mun, lưỡi 30 dày 5 ly. À, 300.000 bao vận chuyển. Đây con thứ hai. Khóc. À, cái gì ạ? Khách hủy đơn shop đồng ý hoàn hàng. Một khi mà khách đã nói là hủy đơn thì mình hoàn hàng thôi, không vấn đề gì các bác ạ. Khi mà khách nói là vẫn lấy thì khách nói là trao đổi cái này cái kia thì mình còn có cái để đàm phán. Còn một khi mà khách đã nói là hủy đơn thì mình có cho nó về thôi. Đấy, không, chưa hề bóc hàng nhé. Tất cả những hàng của em gửi đi bóc cho tất cả các bác sale, tất cả các bác đều là chưa hề bóc hàng nên là còn zin nha, ngon lành cạnh đào nha. Không phải là hàng cũ, hàng khách không dùng rồi thì bóc cho các bác đâu, không có chuyện đấy đâu ạ. Chỉ là bác khách ấy bận này, đi đâu đấy này, chưa nhận được này thì là hoàn hàng về thôi. Nói chung là khách của em uy tín, tháng đi vài trăm đơn thì nó cũng, ví dụ nhá, trăm đơn thì nó cũng chỉ về khoảng 5 đơn thôi. Con này thì là một con, bác này thì cũng có tuổi rồi, bác này cũng có tuổi rồi, lấy một con dao nhám như thế này. Lấy một con dao nhám như thế này nhưng không hiểu lý do vì sao mà hàng gửi đến thì bác ấy bảo là tôi N kiểu tôi, thế thôi em cho về luôn. Em cho về luôn các bác ạ, nhìn này đừng có tiếc các bác nha. Vì là hàng bác ấy đặt là còn không vỏ, như hầu như hàng sẵn của em là có vỏ rồi. Thế thành ra là em lại làm mới cho bác ấy, chắc là bác ấy đợi hơi lâu. Thế là bác ấy bảo là thôi anh không lấy nữa vì anh đợi lâu. Và lúc đầu em trao đổi với bác là hàng em đang sẵn có vỏ, nếu muốn không vỏ thì em phải làm mới, em bảo thế. Con này sale cho tất cả các bác là 550.000 nhá, tại vì con này em không thể nào sale hơn nữa đâu. 550.000 bao vận chuyển cho tất cả các bác. Có ba em này thôi, bác nào ưng mã nào thì mình ủng hộ em mà đấy nhá. Zalo của em vẫn là 0347753780. Mã 1 cả vỏ thì sẽ rơi vào là 650.000, 300.000 bao vận chuyển và 550.000 bao vận chuyển ạ. Zalo thì vẫn số này thôi các bác ạ, 0347753780 các bác nhá. À, cảm ơn tất cả các bác luôn đồng hành và ủng hộ. Xin chào tất cả các bác ạ.